Can you kiss me? Ở sâu trong tâm trí, bàn tay em sát bên anh có thể nắm được chặt lấy. Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu. Anh không muốn thức dậy để lỡ vấp ngã lần nữa đâu. Nếu em có giống anh thì hãy đưa tay chạm vào nhau. Vì anh tìm phép nhiễm máu rơi biến giấc mơ thành sự thật. Can you kiss me? Ở sâu trong tâm trí, bàn tay em sát bên anh có thể nắm được chặt lấy. Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu. Anh không muốn thức dậy để lỡ vấp ngã lần nữa đâu. Nếu em có giống anh thì hãy đưa tay chạm vào nhau. Vì anh tìm phép nhiễm máu rơi biến giấc mơ thành sự thật. See your move.